Em tiếp tục phục vụ giải mã cho các bác nhé. Nếu mà bác nào mà mình thấy những cái cục giải mã mà nằm ngoang quen mắt quá rồi ấy, mình muốn thay đổi một cái giải mã kiểu khác này, vừa là cục công suất đi kèm, thì thật sự nên tham khảo ngay cái mã này nhé. Đây là cục giải công suất giải mã Onkyo, có mã là 155GX nha các bác nhé. Đây, tên model của sản phẩm đây. Con này thì 155 này nó có cả 155A, 155 trơn và 155GX là phiên bản nâng cấp hơn nhá. Đấy, nó là kiểu hai chữ ấy ạ. À? Đấy, đời cao hơn. Đây, hình thức của cục đây, nó là thuộc dạng như kiểu cục nằm đứng ấy các, cục cục đứng ấy, không phải nằm đứng. Đã đứng rồi lại còn nằm. Đây, phía đằng sau của cục công suất đây nhá. Hình thức của cục này rất là ok cho mọi người luôn, phía đằng sau đây. Ở đây thì em đang kết nối trực tiếp với loa. Đấy, cắm cổng quang cho mọi người. Ngoài ra có nghe đài FM AM khi mọi người gắn lắc tem vào đây. Các cổng kết nối con này thì nhiều cổng kết nối dã man. Em khẳng định mọi người cái con này nó nhiều hơn so với cả cái con gọi là mấy cái con cục nằm ấy. Đây mọi người nhiều dã man này, các cổng luôn. Đấy, quang ra quang vào đầy đủ luôn nhá, không thiếu một cái gì. Onkyo 155GX sử dụng điện 100V, công suất của cục là 48W, được sản xuất tại Nhật nhá. Made in Japan rất là to này, 48W. Thì với 48W này, nếu như mà bác nào mà mình mà kết nối loa ấy, thì các bác có thể kéo cho em loa mini cỡ tầm 150W trở về, loa trung thì cỡ tầm 70-80W trở về. Đấy là công suất khi mình kéo loa. Còn nhà mình mà có bộ dàn sẵn rồi, mình chỉ mua về với chức năng giải mã thì không cần quan tâm công suất cho em nhé. Đấy, nhưng mà nói chung là các bác cũng nên tham khảo một chút, vì sau này đôi khi mình cần mình có thể tách ra làm bộ dàn độc lập được, không nhất thiết là mình cứ phải làm giải mã liên tục đúng không ạ? Mình có thể thay đổi cơ mà. Đấy, đây nhá, phía mặt đằng trước của nó đây, mặt xanh cao cấp luôn nhá. Ở đây thì hiện tại nó cho chạy cổng quang này. Đấy. Đây, quang thì các bác ấn cho em sang digital nhé. Giả sử ấn sang cổng khác thì nó sẽ không có tiếng đâu. Đấy, quang có chữ digital. Đấy. Con này thì đặc biệt là từ trước đến nay thì đến ông có chỉnh bát tép thì nó đã quá là thân thuộc với cả các bác rồi. Nhưng mà Onkyo mà chỉnh bát tép thì em khẳng định mọi người là rất là ít đúng không ạ? Đây, con này có chỉnh bát tép luôn nha các bác nhá. Bát này. Sẽ test thử qua về cái CD xem nó có chạy không nhá. Đấy, ở đây thì CD em cũng chưa kịp test đâu, hàng vừa về. Đây, CD đang đọc đây, reading. Em thì không biết nó đọc hay không, nhưng mà đĩa thì các bác lưu ý cho em là chọn đĩa có chất lượng một chút để cái mắt này của mình được hoạt động tốt nhất nhá. Đấy. Đây. Chồng
Đấy, CD ok nhá các bác nhá. Đấy là thế là cái cục này thì chạy chức năng hoàn chỉnh cho mình luôn, CD này, cổng quang này, nghe nhạc qua điện thoại máy tính. Cái này thì đơn giản rồi, em sẽ không thử lại nữa. Cái này thì đây nhá, các bác muốn điều chỉnh bát tét thì mọi người ấn cho em cái nút to này. Đấy, tông này, ép bát này. Đấy, các bác vặn ở đây cho em. Đấy, tăng giảm này, tùy thuộc vào chế độ mình nghe thì mình sẽ tăng giảm giúp em. Cái nút này thì nó là mất cái chụp ở bên ngoài thôi nhá, chứ không phải là bị gãy đâu. Đấy, các bác thấy không? Vẫn sử dụng được bình thường này. Đấy, vẫn vặn ra vặn vào được. Đấy, chứ không phải là nó bị gãy, cái này là mất cái vỏ thôi. Đấy, nó không ảnh hưởng gì cả, mình vẫn sử dụng được nhá. Thì con này em sẽ để cho các bác giá là 1 triệu 490 nghìn nhá, 1 triệu 490 nghìn cho một cục giải mã có điều chỉnh bát tép như thế này, rất là tiện nhá. Còn những cục như thế này giá thành cao lắm, nó đời cao nữa, 155GX cơ, chứ không phải là cái dòng 155 trơn đâu. Đấy thì thôi, nó mất cái núm chụp thì thôi, em sẽ để cho các bác giá gọi là giá khuyến mại sốc như thế. Bác nào lấy hàng thì báo em nhá, số điện thoại bên em là 0966 594 581, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, bác nào yêu thích thì có thể thay đổi ngay hình dáng của cái cục này. Đây là cái cục thuộc dạng cục đứng, cục nằm thì đã quá thân thuộc rồi, quá quen mắt rồi, thì mình có thể đổi ngay sang cục này để mình thay đổi phong thủy cũng như là thay đổi kết cấu một chút. Đấy, dạ vâng nhá, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.